những dải đất đỏ, những rừng cây xanh thẫm xen lẫn với đồi núi chập trùng xa tít chân trời như những bức tranh hoành tráng nối nhau trải dài theo quốc lộ 14. Từ ngày được nâng cấp, khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk như ngắn lại. Dọc theo hai bên đường, phong cảnh mỗi lần đi lại thấy mới. Người dân Tây Nguyên bao đời vẫn thủy chung gắn bó với đất, với rừng, với rẫy và đã làm nên một Buôn Ma Thuột được nhiều người biết đến như ngày hôm nay. Trong cái nhìn của du khách, mỗi lần tới đây không chỉ có những thác nước thơ mộng và hùng vĩ, Tray Sáp, Trinh Nữ, Diệu Thanh, mà còn có cả tập quán sinh hoạt riêng độc đáo, một sự hòa quyện sắc màu với núi rừng, với hơi đất như lần đầu phát hiện ra một sự khôn cùng. Những ngôi nhà dài đường bệ khẳng định sự hiện diện của con người giữa núi rừng là biểu hiện nền văn hóa truyền thống của bà con các dân tộc ở đây. Tây Nguyên có đời sống văn hóa tinh thần rất đa dạng và phong phú. Vùng đất này cũng là nơi hội tụ của hơn 40 dân tộc anh em cùng chung sống. Các dân tộc quen sống quần cư hòa thuận trong những buôn làng của mình. Xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống, từng bản làng đã hình thành những nghề truyền thống trong trồng trọt, chăn nuôi, dệt thổ cẩm, thuần dưỡng các vật nuôi trong gia đình. Đặc biệt, nghề thuần dưỡng voi có hàng trăm năm nay. Những điệu múa cồng chiêng được tạo dựng từ xa xưa đã trở thành một mảng văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong nền văn hóa dân gian của những ngày lễ hội lớn. Hồ Lắc là hồ tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, thuộc huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, cách thị xã Buôn Ma Thuột 50 cây số, dài khoảng 3 km và rộng gần 2 km. Vào mùa khô, hồ rộng khoảng 500 hecta và mở rộng hơn 600 hecta vào mùa mưa do các sông suối từ các ngọn núi bao quanh đổ về. Khí hậu của Hồ Lắc có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu khoảng tháng 4 và chấm dứt vào khoảng tháng 10. Khí trời mát mẻ nhưng ẩm ướt. Mùa khô là thời gian 6 tháng còn lại, khí hậu khô hanh. Thú vị biết bao khi đi giữa lòng hồ, nghe tiếng chim hót xa xa, không khí mát lạnh, mặt hồ trong vắt, tạo ra cảm giác thư thái, tĩnh lặng. Lữ khách đón nhận sự ban tặng của thiên nhiên nơi này. Ba mặt Hồ Lắc được núi bao bọc, tạo nên cảnh quan rất ngoạn mục. Mặt còn lại nối liền với sông Krông Na, bắt nguồn từ núi Chư Giang Sinh, có đỉnh cao nhất là 2.405 m. Bất chợt ta tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu như ở đây không có Hồ Lắc?
voi là biểu tượng văn hóa, nhân văn của vùng cao nguyên Đắk Lắk. Nếu trước kia theo lối cổ truyền, đồng bào chỉ dùng voi để phục vụ đi săn bắt, chuyên chở, đi lại, thì ngày nay voi còn được huy động vào nhiều việc mang lại hiệu quả thiết thực như phục vụ cho hoạt động du lịch. Do môi trường bị xâm hại, voi rừng ngày càng ít dần. Mặt khác, voi là động vật xếp vào loại quý hiếm, không những ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Vì thế, ngành săn voi ở Đắk Lắk không còn thịnh như trước. Tuy nhiên, đến Đắk Lắk, nếu bạn yêu cầu được đi lại bằng voi, ngành du lịch cũng như người dân địa phương vẫn có thể chiều ý bạn. Cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 30 km có một ngọn thác tên là Drei Sát. Những cơn mưa rừng bất chợt ào xuống rồi lại bất chợt tạnh. Những tia nắng xuyên qua cánh rừng lung linh kỳ ảo. Dòng nước ngày đêm tung những hạt sương trắng xóa, tạo ra bức màn sương của riêng mình. Người ta đến đây không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nghe kể về một truyền thuyết, một huyền thoại hình thành thác nước. Đó là chuyện tình yêu bất tử của đôi trai gái từ rất xa xưa. Có một con quái vật đã biến chàng trai thành gốc cây cắm sâu vào vách đá, và cô gái tan biến thành làn sương khói. Cho nên dòng thác này còn có tên là Thác Khói. Dưới bàn tay và khối óc của con người, ngọn thác này dần dần được đầu tư tu bổ và tạo thêm dáng vẻ, đường nét sinh động của cảnh trí xung quanh thác. Tìm về đầu nguồn Drei Sát, chúng ta mới có dịp chiêm nghiệm hết sự thanh khiết của thiên nhiên. Trong cánh rừng thẳm kề bên dòng thác, đâu đó tiếng gọi bạn vang lên của từng đàn chim khi bay về tổ, lúc hoàng hôn buông mình trên dòng thác. Trước khi cùng nhánh sông Kromana đổ ra dòng Serepok, nhánh sông Krono còn phải vượt qua những chướng ngại vật là những dãy đá lởm chởm xếp chồng lên nhau muôn hình muôn vẻ, tạo ra những dòng nước trắng xóa. Thắng cảnh tuyệt đẹp này có tên gọi rất thơ mộng là Thác Trinh Nữ, cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km. Với bàn tay cần mẫn của con người liên tiếp tôn tạo, làm cho dòng thác trở thành một địa chỉ hấp dẫn thu hút du khách. Đứng trên cầu treo, du khách được ngắm nhìn dòng nước cuộn mình quanh vách đá, tạo thành âm thanh rộn rịp của thiên nhiên. Cảnh đại ngàn hùng vĩ khiến du khách có cảm giác được trở về với thiên nhiên hoang dã ngàn xưa. Ở đây có cả bãi sa bồi rộng đủ cho cả trăm du khách cắm lều trại thực hiện một tour du lịch dã ngoại. Sau khi thu hoạch xong mùa rẫy, cũng là lúc các cô thiếu nữ cao nguyên này có thời gian chăm lo cho lễ hội của buôn làng. Có nhiều lễ hội, đó cũng là dịp để các cô gái, chàng trai của cao nguyên đua nhau khoe sắc, khoe tài. Nói đến màu sắc ở Tây Nguyên, chính là nói đến trang phục, trang sức. Được thể hiện rõ nét nhất là những tấm thổ cẩm làm nên những chiếc áo váy, khố, những chiếc túi hoa văn cho con em mình trưng diện trong ngày lễ hội. Có thể nói, mỗi hoa văn trên thổ cẩm của bà con dân tộc ở đây đều là hình ảnh mô phỏng, cách điệu từ sự đa dạng của thiên nhiên, từ hoa cỏ, chim muông. Tuy nhiên, những đường nét ấy có đẹp hay không còn tùy thuộc vào bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Chưa có một thống kê chính xác về sự đa dạng của các loại hoa văn trên thổ cẩm. Tuy nhiên, theo một số già làng thì có ít nhất 20 mẫu hoa văn cổ truyền còn lưu giữ cho đến ngày nay. Để dệt một tấm thổ cẩm với các họa tiết phức tạp là cả một nghệ thuật. Bởi khi ngồi vào khung cưỡi,
là lúc người dệt hòa mình vào khung cảnh núi non để tìm ra cái tinh túy nhất của thiên nhiên đưa vào tác phẩm của mình. Dệt thổ cẩm còn là dịp để người phụ nữ thử thách tính kiên nhẫn, vì một tấm thổ cẩm ưng ý mất rất nhiều thời gian và công sức. Về đêm, du khách có thể nghỉ tại nhà dài và giao lưu với cộng đồng dân tộc. Khách được ân cần mời uống rượu cần, thưởng thức âm nhạc cồng chiêng, sáo, tù và, kèn môi, sáo bầu, sáo ống và những bài hát điệu múa khỏe mạnh của các chàng trai cô gái địa phương, phản ánh đời sống lao động và sinh hoạt trong cộng đồng. Những hình ảnh sống động của núi rừng theo từng bước chân vùng cao là những bài học tuyệt đẹp về tình yêu thiên nhiên đất nước mà tạo hóa đã ban tặng cho miền đất này. Nhưng có lẽ mỗi một con người ở đây, trong cộng đồng bà con các dân tộc, đã một lòng vì nước, một lòng theo đảng, mới là những bông hoa đời để cho những ai một lần đến đây nhớ mãi.